Đang làm gì vậy bà? Mệt luôn. Ngồi đi. Vậy đó hả? Ừ. Rồi con hồi sáng thì cũng nghe chia sẻ đó, thì hôm nay con lại đến cha cái vòng quà này của chị Lan ở bên Mỹ á. Dạ, dì Phụng đeo cái khẩu trang cho con. Thì chị Lan có cái chợ duyên về 20 phần quà cho ngay thành phố Sóc Trăng của mình á. Thì con đến đây con trao cho dì Phụng nha. Nghe hoàn cảnh của dì Phụng đó, đây là 10 kg gạo. Dạ, rồi những cái phẩm ấy gồm có là một nước tương, một nước mắm, một chai dầu ăn, một bịch khô cá lóc, còn hai trái bí đao này của em Quy này ở Sóc Trăng là chuyên mua bán nông sản có gửi cho bà con nghèo mình. Và đây một chục hột gà ha, là đây là phần quà của dì Lan ở bên Mỹ. Còn để đây ha, để rồi dì Phụng có gì nói với cô Lan ở bên Mỹ không? Cảm ơn cô Lan đi. Dạ rồi con cũng cảm ơn dì Phụng nha. Rồi ăn uống gì Phụng, ăn uống gì chưa? Ăn rồi vậy đó. Ăn rồi sao còn nhiều quá vậy? Bà ăn có chút xíu à. Vậy đó hả? Vì vòng vòng đây bệnh là sớm viện lo thôi. Dạ. Rồi con cái cũng không có liên lạc á. Bây giờ bị kẹt chứ đâu ai về được. Không có điện gì hỏi thăm gì Phụng sao? Nghèo lắm à. Nội ơi, nó nghèo không. Dạ. Ba bốn đứa con nhỏ không rồi lấy gì nuôi đã? Ở đây lâu chưa gì? Bà ở hồi nhỏ đó tới giờ nó đâu nghe đi, ở mười mấy hai chục năm rồi. Dạ. Rồi giờ có cái chòi bán rồi, bây giờ ở cho trọ. Dạ. Bây giờ không có tiền đóng rồi ba. Rồi cho ở tạo ở ngoài này nha. Rồi cho ở tạo giờ. Bà ở ngoài này nhiều khi còn có người chăm sóc, ở trọ anh là coi như là thua luôn á. Ở trọ mình nói là thua. Ở trọ sao? Dạ. Rồi ở đây nó là số người cũng quen biết đi ra. Có cái gì gói. Dạ. Xôi hay gì đó người ta cũng cho à. Cơm nước cơm nó từ thiện đó. Nó mang ngay kính ba được cũng ở đây nè, bác cũng đem lại cho à. Dạ. Để đây có người chút ít sớm viện giúp đỡ này, sống nhà xã hội rồi. Dạ. Chứ bây giờ không ai đi mà ở riêng là thôi luôn rồi. Rồi có uống thuốc uống gì không? Uống thuốc. Nó thuốc nhức đầu mà. Thuốc lên máu. Dạ, lên máu nè. Dạ. Thì lâu lâu rồi bả không có máu đâu mà lên. Thì bả vậy xương nó sót không à. Thì lên máu, bị lên máu. Vậy đó. Bị lên máu. Còn mấy người mập mập vậy mà bị tuột. Sao dạ có nói. Rồi ngày ngủ được bao nhiêu tiếng gì về vậy Phụng? Ngủ ít thịt à. Dạ, vậy đó, tối có ngủ không? Tối hồi đêm có ngủ chút. Dạ. Rồi thôi nghỉ khỏe đi, rồi con xin phép con về, con còn đi qua vay mấy hoàn cảnh khác nữa, còn cho quà thêm nữa. Cảm ơn mấy chú. Dạ, dạ. Nhiều lắm. Vậy có vụ này mà mấy chú đi vậy, cảm ơn cho mấy bà con. Dạ. Nghèo không cũng mừng. Con là chắc hình như là liên tục luôn, không có nghỉ đó. Vậy tại đó vì, quà mình luôn gửi liên tục luôn rồi. Gán đi trao đến các bà con nghèo mà, tại vì nghèo. Dạ. Đúng thật sự con mới đến, con dạ, làm bằng cái duyên. Chứ gì không mà kêu lại quá trở lại đó. Trời ơi, dạ. Bị dạ, tại vì mình mất uy tín với Mạnh Thường Quân nữa. Dạ. Đụng đâu cho đó cũng khó lòng nữa. Đúng rồi. Phải đúng người đúng việc mới được. Đúng. Dạ. Hoàn cảnh thật sự người ta khó khăn, người ta cần những món quà này. Dạ. Khi người ta đã có rồi mình lại mình cho nó thừa, người khác người ta không có phần. Dạ. Dạ, đó nên tụi con làm bằng cái cảm tính nữa chứ không phải đi đụng đâu cũng được. Dạ. Nên Mạnh Thường Quân tin tưởng gửi tiền về cho tụi con mua quà rất là nhiều. Thì tới đâu phát tâm tới đó. Cũng có nhiều người khổ khổ của. Dạ. Mình. Dạ, dạ đúng rồi, nhiều hoàn cảnh đi là mình cầm nước mắt không á. Chứ nhiều khi mình ở đây còn đỡ. Dạ. Mấy cái vùng sâu vùng xa nó. Dạ mấy vùng ven là thiệt thòi lắm. Buồn đó. Còn dưới phường 10 chứ giờ bà con nghèo nhiều lắm, cũng giúp đúng không rồi, sể. Đúng rồi. Thì rồi mới cho có ba mấy bốn chục phần, giờ còn mấy phần tính cho. Không được. Đa số là những người đó mình mừng lắm á, phường 10 đó dân tộc Khmer. Đa số dân tộc Khmer. Phường 10 với phường 5 Sóc Trăng mà là nhiều nhất. Đúng rồi. À, nhiều nhất. Có thằng em nó cũng hỗ trợ wifi, nó cũng có Mạnh Thường Quân đồng hành đó, thì nó giúp bên phường 5 rồi. Dạ. Còn mấy chia ra mấy phường khác. Dạ. Chị cảm ơn nhiều lắm. Thôi dì Phụng nghỉ khoảng nha. Con xin phép con về. Dạ. Dạ.
Dạ, cảm ơn. Rồi, con cảm ơn gì luôn. Rồi, cảm ơn Thanh luôn nha. Dạ. Nhà ba má hồi nãy. Cái chí hồng quá vậy. Hồng quá vậy, chí hồng ba má. Dạ. Được mà. Cái gai vô là chết. Con ngồi ké bà luôn đấy. Con để bà hay gì đó. Con bắt ké bà hay. Con để dĩ gì cho anh đỡ không bể. Rồi con đến đây thì hôm nay số quà này là của chị Lan ở bên Mỹ á, là có hỗ trợ cho bà con mình cái mùa dịch ở đặc biệt ở thành phố Sóc Trăng mình. Thì con đại diện chỗ cô Lan á là đi cho mấy hoàn cảnh nghèo đặc biệt khó khăn của người Việt. Thì hôm nay cô cho con hỏi vậy là bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 92. Dạ, rồi hiện tại là cô sống chung với bà có hai người hay sao, có ai nữa? Có hai đứa gái làm sao. Dạ. Rồi tôi thì làm quán Đông Xương ngày xưa đó. Dạ. Sáu tầng đó. Chè bàn tiếp đó. Không bán mà làm gao ở trong đó. Dạ. Web á. Dạ. Rồi giờ đóng cửa đâu, cỡ 3 tháng nay rồi nè. Dạ. 3 tháng nay giờ mượn tiền ba ăn không à. Cái nhà này mình nhà của mình đây sao? Nhà này mướn hồi đó nhà Cúc hồi này nè. Dạ. Hồi đó bị tai nạn không 2 năm mà ba làm người thiếu tiền ta phải bán trả. Dạ. Cô đó bị tai nạn ba làm 2 năm mà bị ba lần. Dạ. Mình gửi ra rồi không có tiền bán. Giờ mà vô đi muốn. Dạ, thuê nhà một tháng gì? Thuê nhà vừa điện nước luôn 2 triệu. Giờ bà hiện tại có bệnh gì không? Nghe nghe rõ à? Nghe. Dạ. Bệnh cao huyết áp rồi dạ. Bệnh già dạ, đó. Đau khớp rồi dạ. Đau gì? Đau dạ. Đau lưng á, còn tinh tỏ á. Rồi giờ con phải chăm sóc bà. Dạ. Rồi giờ không có thu nhập nữa, hàng tháng sống sợ. Đi mượn đi hỏi người ta chứ giờ vậy hả? Rồi thôi hôm nay con đại diện chỗ chị Lan bên Mỹ á, gửi số quà này cho cô. Rồi cô thứ mấy vậy? Thứ sáu rồi cô Sáu. Thì đại diện chỗ chị Lan gửi cho bà với cô Sáu đây một chút ít quà. Cái phần này của chị Lan ở bên Mỹ có cái nông sản này là của em trai Quy ở Long Phú có hỗ trợ chung với chỗ nhà chị Lan. Thì cô Sáu có gì lời nói gì muốn cho chị Lan ở Mỹ cứ nói đi. Gửi lời thăm chị Lan được nhiều sức khỏe, nhờ mạnh quân hỗ trợ thì rất cảm ơn. Rồi dạ, con cũng chúc bà thật nhiều sức khỏe nha. Rồi chúc cô Sáu cũng nhiều sức khỏe, cố gắng để lo còn sức để lo cho bà. Dạ cảm ơn. Con xin phép ha, con đi mấy hoàn cảnh khác thôi nữa. Dạ. Đây em vô phòng đi em thím có ai coi không? Dạ. Có ai coi tiệm giùm không? Vô cho mẹ. Bắt mẹ coi hả? Rồi bắt mẹ coi đi, hai mẹ con vô đó. Đấy, đủ. Rồi như vậy coi giùm con nha. Dạ. Cho mẹ. Đi đi con với mẹ đi. Mẹ lại sách chú hai chú nào.
đi đâu đi. Kênh Hoàng Trung TV, nhà anh cũng trao số quà này cho em. Dạ. Thì anh cũng chúc em về dạ. Dạ. Còn mai bắn đắt nha. Dạ. Còn đứa em ở nữa. Dạ. Không về có điện hỏi thăm em không? Dạ. Vậy đó hả? Rồi gà nấu ăn rất rất đẹp vậy đó. Vậy là có sớm có người dạ, cho quà. Chú hồi trưa đó cho bao gạo màu cam hồi trưa đó. Chai dầu ăn đó, chai nước mắm đó đó. Vậy đó. Dạ. Rồi. Chai vậy nước đó. Đó. Vậy ăn qua mùa dịch được nha. Dạ. Rồi thôi vậy em xin phép. Ở đây có chị ở bên đó gửi cho chồng biết con đứa nhỏ ở nhà không biết sao luôn trời ơi. Vậy đó hả? Dạ. Mình gửi đồ về được không? Không có ai mà đi về tới cổng được luôn á. Dạ. Rồi thôi xin phép đây nha. Dạ. Hoàn cảnh này đi hơi khó khăn nha bà con. Cái bọc kia 5kg vác nhẹ 1kg là nặng quá. Các con ơi. Nó mẹ đâu? Đi lên đi. Sao? Bắt
đi vòng 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 về cuối cùng lại đây. Dạ. Ở chế ngồi đấy, ngồi đấy. Chuyện nó vô đó là rồi con bé ngủ vậy đó là. Ê, còn thằng đó. Vô đây con. Vô đây ba mẹ nè. Vô đây. Ê, đây đây đây. Con bận đồ gì chứ vậy? Anh ngồi đó đi. Ngồi không quay anh. Vậy đó hả? Cái rồi khẩu trang hai chồng gì đâu hả? Không có khẩu trang đeo hả? Ở nhà, ở nhà không ai có cho khẩu trang sao? Đây là cái này là ông gửi đến gia đình ha. Hổng dạ. Em có qua lần đấy nhớ không? Chỗ anh Thắng nè, anh gọi qua chơi đó anh. Bữa đó là mận gà lãi rồi đúng không ha? Này bỏ gạo ha, anh để gì luôn ha. Ừ, mà có mở ta mở thấy cho nó đây, đây là phần quà của chị Lan bên Mỹ, 10 kg gạo, 10 kg hột gà, một bịch khô cái lóc, một chai dầu ăn, chai nước mắm, chai nước tương, hai chai bí đao này là của em trai ở Quy Long Phú á, hỗ trợ cho gia đình mình là nông sản. Cái phần quà này của chị Lan ở bên Mỹ á, thì em thấy cái hoàn cảnh của gia đình mình ở sớm đây thì em cũng ở đây cũng biết rất là khó khăn, con cháu nội thì lúc đó nhóc ở trên là còn đứa ngủ đó đấy kìa, 2, 4, 6 đứa hả? Có thích ruột không? Rồi anh chị có gì muốn nói chị Lan thì cứ nói lên đây, chị Lan ở Mỹ. Dạ có lời gì không? Có lời gì muốn nói chị Lan ở Mỹ không? Dạ tên Lan, anh đại diện nói đi. Không biết nói thì... Chị Lan hả? À, chị Lan. Chị Lan xin cảm ơn gạo gạo em vậy nha, em xin cảm ơn. Thì chị có lời cũng nói không? Không biết cái gì. Không rành hả? Dạ không rành. Thì nói cảm ơn là được rồi. Dạ. Thì thôi em ở đây em cũng đại gia đình, chị anh tên gì? Anh tên gì? Em Sâm. Sâm hả? Sâm. Sâm không? À, thôi em cũng đại diện chỗ gia đình của anh Song á, chân thành cảm ơn chỗ chị Lan ở Mỹ đã hỗ trợ cho gia đình chị, thì gia đình chị để cho anh, mà chị cũng thấy rồi đó, thì đại diện chỗ em còn trên TV có nhờ mấy anh em đến cho bà con nghèo ở thành phố Sóc Trăng mình, thì em cũng biết cái hoàn cảnh của gia đình mình đây đó, còn cái nghèo nhúc vậy đó, được ngưng kế hoạch chưa? Ủa đẻ gì sao nữa nổi? Đâu đứa nào phải hỏi mà em nghe nó rồi xong đâu. Đứa nào thằng này phải không? Có hai ba đứa biết lỗi. Vậy đó hả? Biết lỗi cho hả? Tự biết lỗi hay sao? Tự con biết. Hay vậy đấy. Rồi tự con bay xuống là con lỗi luôn vậy đó hả? Xuống bìa bìa rồi đó, rồi sao về nó biết bơi tự. Vậy đó hả? Hay à. Rồi giờ hàng ngày làm gì ăn? Dạ. Vậy á, chị anh chị nè. Cũng bây giờ cũng đi làm bợ, làm cò bợ. Rồi cái đám giấy đó anh có làm không? Hay của người ta? Của anh ta. Vậy là mình còn bên đây ha. Có chừng 7 trứng con. Có gạo nè ăn trong mùa dịch đỡ nha. Em mong chú có sữa có gì chú xin cho nha. Đúng không? Trời ơi, đứa ruột con kìa rồi. Đứa lớn nhất là nhiêu tuổi hả? 11. 11 tuổi hả? Rồi kế đây. Từ đây này. À, rồi tới ai nữa? Bé gái hả? Dạ, bé gái. Bé gái thứ ba. Thứ tư. Thứ tư hả? Thứ tư đúng rồi. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Tại vì mình không có thứ nhất của anh rồi. Rồi anh chị là quê ở đây luôn á vậy? Quê đi. Vậy đó hả? Quê em ở Tắc Bướm. Là Tắc Bướm. Rồi kia rồi Phượng có không chạy dạo đó có lên đấy không? Thời nào? Không hả? Bên Phượng khác anh thấy mình thuộc công xã hả? Xã rồi chắc có cái xong rồi ha. Rồi đây gửi gia đình này chúc quà của chị Lan Mỹ ha. Chúc gia đình dồi dào sức khỏe nha. Rồi chú coi có chú có bà con cô bác nào cho sữa uống nha. Nghe ông tên gì? Nó tên gì anh sao? Tiên. Tiên hả? Trời ơi đẹp quá ta. Được mấy tháng rồi chứ? 10 tháng rồi đó hả? Cái chú này nè, để ngoài bị người ta bắt đó. Đâu phải cưng rồi. Rồi thầy xin phép ha. Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn thầy. Rồi.
gửi cái món quà này của chị Lan ở Mỹ á. Dạ. 10 ký gạo. Mời gạo kho cá lóc, nước mắm, nước tương vào ăn ha. Và trứng gà. Rồi bí đao. Rồi cầm về đây rồi có gì muốn nói với chỗ chị Lan ở Mỹ không? Chị ở Mỹ. Xin cảm ơn cô Lan á. Dạ. Rồi nhà về ấy tới mừng quá rồi. Dạ. Rồi bốn đứa nhỏ làm gì? Ăn cơm hả? Ăn cơm. Là sao là ba đứa là cháu. À. Mẹ nó ở trên Bình Dương đâu có làm gì được, bây giờ ta cũng là... đi rồi. Cái này nông sản của em Quy ở Long Phú quê mình. Dạ. Để cho bà con mình ha. Rồi cảm ơn cô Lan á. Rồi rồi. Rồi rồi con xin phép ha. Dạ. Rồi. Rồi thôi đến chào cái nhà của gì tên gì? Lâm Thị Sự sẽ giúp nhà là 1226/5/16. Thì đến đây video mình xin kết thúc. Em mọi người lại video tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn cái chỗ chị Lan là đã trợ duyên cho chỗ Hoàng Trung TV để nhà anh em mình trao đến tận tay cho bà con nghèo mình ở ngay tại thành phố Sóc Trăng. Rồi trên đây chân thành cảm ơn chị Lan Minh Mỹ rất nhiều. Và cảm ơn em Hoàng Trung TV đã tin tưởng giao cho mấy anh em team VG Vlog để làm những công việc ý nghĩa này. Rồi thôi mình xin kết thúc tại đây, hẹn mọi người lại video tiếp theo nha. Rồi giờ ăn cơm trước đây. Dạ, cần bẻ trứng đó nha. Dạ. Ừ, cần không? Ăn gì đủ ăn không? Đủ, đi mò hên mới về rồi bắt được mấy cá nhỏ nhỏ. Vậy đó, mò hến hả? Dạ, đi mò ốc vậy. Vậy đó hả? Rồi hàng ngày làm gì ăn hả? Đi mò ốc đó rồi nhờ nhà nước cho đó. Vậy đó hả? Không gầy được ăn được mà có 10 kg gạo phải không? Nè không gầy. Cái này là chỗ Nhung á cũng quen rồi, nói hoàn cảnh của cô Sự gì đó, khó khăn gì đó. Rồi con cũng đến đây thăm gia đình mình. Dạ dạ. Rồi đứa con trên thì kẹt trên Bình Dương này. Dạ. Rồi nhà ai gửi gì đi mò ốc mò hến gì gửi mấy đứa ai giữ? Thì hai đứa này nó ở được. Tông cửa lại đi với thằng này. Vậy đó hả? Rồi ba đứa nhỏ nhà. Trời ơi. Hai đứa này thì cho đóng cửa. Dạ. Rồi cái nhà dột cái gì mà treo to. Ừ. Vậy đó hả? Từ từ. Ừ. Rồi tối mấy bà cháu ngủ giường hay. Dạ, nó dột vậy đó hả? Rồi để chia sẻ cái video này coi có ai có hỗ trợ cho mấy em ít miếng to là được cái gì ha. Dạ. Dạ cho miếng to rồi. Dạ mới mất này ha. Dạ rồi. Dạ. Ổng mua được hai vợ chồng thì ổng mất rồi ổng nói không có chia con nào hết trơn. Là đi Bình Dương là bởi vì sao mất? Con thư gan. Ồ, ông thư gan là chết dạ. Bình Dương luôn. Chết ở đây người ta chở lại, người ta cũng hội trợ, người ta chở không có ăn tiền. Dạ. Ta chở không có ăn tiền. Ờ, nghe hàng từ thị nha. Dạ. Rồi tính nói lại hai dân gần 2-3 năm nữa lại sửa nhà lên, bây giờ ổng mất nghỉ còn thiếu nợ người ta thành ra sửa không có được. Dạ. Con ở đảng cũng gán trả nợ giùm tôi. Con gì mấy đứa là không? Ba đứa. À, rồi ba đứa hiện tại giờ ba đứa ở Bình Dương hết rồi sao? Dạ, rồi nó tại tại vì còn thiếu người ta thấy sao cực chịu nè, dạ. Không bệnh đó. Rồi à. Gán trả người ta tới qua Tết nó cũng rồi. Dạ. Dạ. Rồi về đất nhà mình ha. Dạ. Rồi to này gì sao mấy đứa nhỏ nó nằm ngủ là dột thái hết trơn. Dột. Ừ. Rồi để con chia sẻ video này coi có ai giúp được miếng to này che được bề ngang mình 5 mét không con? Ờ, về nhà này 2 có 3 mét, 3 mét, không tới 4 mét. À, 3 mét 8 á, chắc là. Ừ. Yeah. Cái này ta cũng cho, ta thấy yeah. Nó có rồi, ta ừ. Nói là y, nó bỏ mưa. Đó nghiệp không? Rồi và ba đứa là cháu không? Dạ, nhỏ kia thì bên kia. Rồi, à, sớm qua chơi. Dạ. Ừ. Rồi, con ăn cơm rồi kìa. Ăn ngon lành vậy đó, có mắc xương không con? Dạ không. Không hả? Em con đây khổ, ta có cho em. Giỏi quá trời ta. Ăn xương mà không mắc là hay rồi đó nha, chú ăn mà còn cá cũng bị mắc xương nữa đó. Mấy đứa nhỏ là hay thiệt. Rồi thôi, con xin phép về. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ.